cao bạn ha. Cái này thì mình sẽ kết hợp với ba cái đuôi á. Một, nếu mà gắn thêm mà tôi rất SEO á thì là mệnh lệnh đó, mà mình hãy, nhưng mà mình khuyên một cách rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là cái kiểu khuyên mà SEO thì nhiều nó còn gì đó nó hơi hơi nặng, còn mình là tôi rất SEO thì ta sẽ làm nhẹ cái mức độ lại, nghe nó sẽ dễ lọc tai hơn đúng không? Rồi tôi rất hay SEO là sẽ, nhưng mà nó sẽ ý chí nó sẽ nhiều hơn. Rồi cuối cùng là để nguyên như vậy không kết kết hợp gì hết. Nếu mà để nguyên như vậy là tôi rất hata đó thì nó mà nghĩ làm cho thì nó bằng với một cái pháp mà ba bên mình sau kỹ hơn, ba bên mình sau nói cái này kỹ hơn là kia ha tà làm cho đúng không, làm cho một cái gì đó trở nên gì đó, thì lát mình sẽ tính cái này sau. Giờ bây giờ câu số 1 đi, mình đang mệnh lệnh đúng không, bạn hãy trân quý tuổi thanh xuân của mình vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Thì tuổi thanh xuân là trong chu kỳ, trong chu là thanh xuân đó, đúng không? Bây giờ mình nói là thế nào, phải trân quý tuổi thanh xuân thì là trong chu kỳ trên nữa, từ trân quý là so chu hai kia dọ kia tà hoặc là akita à, cũng được. Akita à, nó có hai nghĩa đó mà, một là trân quý, hai là tiết kiệm. Trân quý một cái gì đó, tiết kiệm một cái gì đó, thôi dùng từ này luôn cũng được. Thì là trong chun kia đến aki, bây giờ quan hãy nè, aki torok đúng không, aki torok hakis, aki torok hazio là một cái hãy ha. Rồi là vì đây là thời gian đẹp nhất của một đời người ha. Vậy lại y còn nên ha, tại vì cái điều này nè là cái điều này là thời gian đẹp nhất của một đời người. À, đời người là insane đúng không? Insane là đời người, insane e che in dịp bin đúng không? Dịp bin kikan imeta, cái này bạn coi cái này xíu đó. Trong chương kia là tuổi thanh xuân, à kia là trân quý tuổi đó, hazio là hãy nè, hãy trân quý tuổi thanh xuân của mình, tại vì cái thời gian này dịp kikan ngay đây cũng được, đây là cái khoảng thời gian này nè, cũng chính là cái khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Còn cái đôi câu mà khó từ nhỏ đấy đâu là câu vì, bài số 6 mình học cái này rồi đúng không, kết thúc bằng đôi khó từ nhỏ tức là vì, vì sao, vì đây là cái gì đó, đó. Hoặc là, nhưng mà như này, cái khó từ nhỏ này chỉ dùng cho văn thân mật thôi, bạn bè với nhau thôi, còn nếu mà nói chuyện với một cái người cảnh trang trọng á thì mình phải chuyển thành là ikitemuni mita đúng không, mình phải như vậy chứ. Y khó từ nhỏ là kiểu thân mật, còn ikitemuni mita là kiểu vì ở đuôi câu nhưng mà kiểu trang trọng được ha, là câu này. Còn câu 2 là câu sẽ thì cũng là tôi rất hay kết sợ, cái này là tôi rất hay siêu giờ đến lượt mình là tôi rất hay kết sợ. Tôi sẽ học tốt rồi rèn luyện đạo đức để sau này cống hiến cho cuộc đời, tức là có tài có đức ha. Bây giờ mình sẽ chia cái bài học tốt là không buồn chả ra tà đó, mà không buồn chả ra tà thì là không buồn chả đầu cô đúng không. Còn bên đây là tôi với đạo đức là tôi tóc kinh su lo ha tà là tôi tóc là đạo đức, Sulahata là tu dưỡng đúng không, để sau này cống hiến cho cuộc đời. Mình chia cái vế này trước, mình chia với người bắt đẻ lên trước mà chọn nên, và sau mình đi ngược cái vế đẻ lên trước này. Cuộc đời đời người, cuộc đời giống nhau mà, một đời người một cuộc đời, dùng từ insane chung đi giống nhau mà, insane đúng không, rồi cống hiến cho cuộc đời insane e, insane e. Hoặc là cái này chắc bạn chắc chưa nghe insane in nguyên hè so, cái đó sẽ hay hơn cái e, nhưng mà đụng dùng đỡ e cũng được. Còn không ạ, in sẽ in nguyên hè sau, cái in in nguyên hè sau mà sẽ học bài số 9 là ngữ pháp dành cho, vì dành cho mang yếu tố hy sinh trong đó, cái này nó rất hợp lý luôn, in sẽ in nguyên hè sau. Rồi rồi sau này cống hiến nó là cống hiến là cung hơn ha tà, cung hơn ha tà, sao mà quan cái để vô là cung hơn ha đầu cô đúng không, ha đầu cô. Rồi đó hai vế mình mới đọc bài không buồn đến chà đầu cố tô tóc kinh sulon ha torok kakese đúng này nè, trên đây là tôi rất hay CEO, còn đến lượt mình dưới là tôi rất hay sẽ đó, tôi sẽ ý chí tôi rất là mạnh, tôi sẽ làm hai điều không buồn sao đầu cô học cho giỏi lên, rồi tôi thích kinh sula hata là rèn luyện tu dưỡng đạo đức nha, để nè nãy nói cái này nè, chỗ này là ưu đương hè sau nè là vì hoặc dành cho mấy yếu tố hy sinh. Cái này chính xác nó lại, nhưng mà cha mẹ hy sinh vì con cái thì cái vì con cái nó dùng ưu đương hè sau nè, hoặc các chiến sĩ đã xả bỏ thân mình, xả bỏ thân mạng của mình vì tổ quốc thì cái vì tổ quốc là cái này nè. Hoặc chương trình này được tổ chức dành cho những người nước ngoài, vì những người nước ngoài, tức là có một sự mang yếu tố tinh thần trong đó đó, chứ không phải là kiểu vật chất mà cái kiểu tinh thần vậy đó. Thì hy sinh mang kiểu tinh thần là ưu nuôi so này, nếu mà cống hiến cho cuộc đời. Còn câu này là câu hãy hãy thì cái YouTube hay sale ha, bạn hãy làm bài tập thầy cô cho mỗi ngày. Anh chưa có 3 tháng này.
Anh có nghe hay nói không? Mẹ in son xin ấy son xin nim mi chu xin xuất chế rin tô rốc hai xeo. Đúng rồi, chính xác. Mà chu xin xuất chế đến tôi đó hai tôi đó mà hai tôi đó hai xe đúng rồi. Để tình bạn không mất đi, từ ngày hôm nay chúng ta hãy giữ kỹ lời hứa, tình bạn là u cho biến mất, mất đi thì biến mất, sao là chia tà ọc sao chia tà cũng được đó. Rồi nói chung mà chỉ mới để trước đi đã ha, rồi mình đến cái với hãy gì đó đó, giữ lời hứa là cái này được không? Thành thành chữ con bốn này biết Hay là cũng chung thì học so chi chi ăn euro làm euro cô còn nước bù thoa giặc sốc hơn cha chi khi tô rốc hai xèo. mà chính xác. Ok ha, để ưu đầu cua ha. Rồi được rồi. Vì đứa bé đang ngủ á trong phòng nên bạn hãy giữ trật tự giùm, giữ yên lặng giùm. Chô dung hi ha tà là giữ yên lặng. Còn cứ đúp kê to tinh tà gây ồn. Hai cặp ngược nhau, một cái là giữ yên lặng, một cái là gây ồn náo lên. Lan công năm chỉ với vị trước đã. Ai y nên ban ban ngày so cha cô so so cho yong hi hát tô lóc hát xeo. Đúng hết á, nhưng mà sao một chỗ thôi, là chỗ vì nên là sao mà làm mình lại đúng không, mình lại em đâu có được kết hợp với lại ao so đâu đúng không, mình được một cái vị khác, em sửa là cái vị khác. Cha cô ít nếu mà cha cô ít xứ nì cờ, hoặc là cái đen hồi nãy đó, cái đen thì có đai hai đen đúng không, mình học có hai cái đen mà, một là cô ít tà hai là ninh chung như tà. Nếu mà em dùng cái kia thì là cô ít xứ nì ca, còn nếu em dùng cái này á, là ninh chung y nì ca, nói chung là đều được. À, vớp ninh chung y tà và vớp cô y tà là hai cái đen, cái đen đen hành động á. Đúng rồi, chu chu hi ha tu đốc ha seo. À, vì buổi biểu diễn sắp được bắt đầu rồi nên các bạn hãy ngồi đúng vị trí của mình nhé, cái này cũng là câu hỏi luôn. Sắp là cốt này, được bắt đầu là si chắc tôi tà đúng không, si chắc tôi tà rồi. À, ngồi đúng vị trí là chia cha đi, tất cả những từ vựng nào mà có từ chia 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 lần trước là tụi em biết đúng 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 đó nha. Là chia si ca đúng giờ này, chia nành cha là đúng ngày, chia chia là đúng chỗ đúng không, mình làm một cái gì đó nó phải đúng đúng thời gian rồi đúng không, à, đúng ngày giờ đúng không, và đúng đúng chỗ đúng vị trí, nói chung là có từ chia nó có kết hợp nhiều lắm, miễn là có từ chia lần trước tức là đúng cái gì đó. Anh con sáu này, buổi biểu diễn sắp được bắt đầu. Dân đi khổ xin chắc Hanika giờ lo buồn mặt chân che che cha lên ảnh tôi hát xeo. Đúng rồi, chính xác. Ok, được rồi ha. Hoặc là mình dùng cái gì ta? Cái hồi nãy em dùng đi ca đúng không? Hoặc là mình thêm cái tương lai vô vì sẽ đúng không? À, vì sẽ được bắt đầu. Sẽ chắc tuyên thế này cờ. Thế này ca là vì tương lai duy nhất nha. Trong cái hàng mình chỉ có một cái vì sẽ duy nhất thôi, là thằng này. In thế này cờ. Một thằng một. Mấy cái vì kia thì dùng quá khứ hiện tại thôi. Chỉ đi một thằng in thế này ca này là dùng vì của tương lai. Vậy là vì sẽ đúng không? Vì bệnh viện sẽ bắt đầu trong chốc lát đúng không? Thì chắc tuyên thế này cờ, bạn làm ơn ngồi đúng vị trí của mình giúp. Đúng rồi đó, nghĩ ha, dù sau này có bất kỳ việc gì có xảy ra thì tôi nhất định sẽ, bây giờ mình sang nghĩa sẽ, không bao giờ bỏ cuộc dù là auto đúng không, bất kỳ không biết còn nhớ có chút bất kỳ mà bất kỳ là nó có hai kiểu, bất kỳ một là bất kỳ đến phủ định và hai là bất kỳ đến đấy khẳng định đúng không? Bất kỳ phủ định bất kỳ khẳng định, cái này là dù bất kỳ việc gì có xảy ra là chắc chắn là bất kỳ khẳng định rồi. À, bất kỳ khẳng định là dùng nó xảy ra rất là khẳng định, tức là dùng mà mưu sinh danh từ ina hoặc là mưu sinh danh từ y tình chi, nó lại nha, bất kỳ mà khẳng định đó là mưu sinh danh từ ina hoặc là mưu sinh danh từ y tình chi, còn bất kỳ phủ định đó là amu danh từ tô, cái này không biết bao nhiêu lần rồi đúng không, amu danh từ tô là bất kỳ đi phủ định, còn mưu sinh nhân từ ina, mưu sinh nhân từ y tình chi là để phải khẳng định. À, để cái này làm cho apuro sau này đúng không, dù bất kỳ việc gì có xảy ra thì là mưu sinh idina, in là công việc, mưu sinh idina có xảy ra sankita
tập được xảy ra Senki, lấy cái Senki đó quăng dù vô Senkyoto, đó là Senkyoto. Tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, cho nên cố cố có nhất định cố không bao giờ là chọn te đi cố định, giờ không bao giờ chọn te không bao giờ bỏ cuộc đâu, một cuộc chọn te Fukihata quăng cố định vô Fukihachi an Turok Kakesu, đúng không? Fukihachi an Turok Kakesu, tôi sẽ nè không bao giờ bỏ cuộc đó, dù này dù sau này có bất kỳ việc gì có xảy ra. Musen Idina xin cầu tôi, tôi sẽ không bao giờ đó, cứ không bao giờ là cứ nhớ lại chọn tay con cố định nha, anh này là không bao giờ bỏ cuộc, còn đến lượt mình là không bao giờ quên, tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của mọi người trong những lúc mà tôi gặp khó khăn. Bây giờ mình cứ chia ngược lên đi ha, trong những lúc tôi gặp khó khăn nè, nỗi khó khăn là gì, tính từ khó khăn là orota, còn mình cần danh từ nỗi khó khăn là o ro orum chứ m làm nghĩa orum, đúng không? Gặp phải hay là gánh phải đó, mình gánh phải, mình gặp phải cái nỗi khó khăn. Cái này thực ra tụi em dùng mạnh nó đài và người ta vẫn hiểu nha, tụi em dùng từ gặp mạnh nó đài vẫn người ta vẫn hiểu, nhưng mà thầy nghĩ thôi đừng dùng đến, nó không hay lắm. Những cái câu dạng này nè, những cái câu dạng này nên dùng cái từ gánh phải nó hay hơn, đó chính là kota, kota, cái từ nó sẽ hay hơn, nó sẽ phù hợp với cái dạng này hơn. Gánh phải gặp phải một cái trục trặc, một cái biến cố nào đó thì dùng kota là hợp lý nhất. Giờ mình chia cái vế này thành thành là có tám nghe thử, mình sửa cho cứ đọc thử. Thì là Orom God, God, ta. Lun có sinh đây mà ta Đúng rồi. Saram Saram Kure Ừ, đúng rồi, sự giúp đỡ. Tô âm. Thổ Thổ cho đây 있지도 있지 않도 안 있지 않도록 하겠어요. Đúng rồi đó, đấy là đúng rồi đó. Này hồi nãy hay nói từ này là order bin có tà là gánh phải, gặp phải cái nỗi khó khăn. Tema ta là mỗi khi đó mà, mỗi khi gánh phải khó khăn thì đó những sự giúp đỡ của mọi người như vậy đó thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được. Chọn tay ichi an turok hakesu, đúng rồi chính xác. Và này con sẽ tiếp tục này, để bảo vệ môi trường từ ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn. Hankyo là môi trường, boho hai ta là bảo vệ, energy là năng lượng, akyo sẽ là sử dụng tiết kiệm. Lan kêu con chính là chỉ với để trước đã. À đúng rồi, như là Han Kyung Eun Bo Ho Ha Ro Ko, đúng không? Đó thì từ ông này Onin Bù Tho đó, sẽ sử dụng năng lượng tiết kiệm đó, đúng không? Thì Energy đến Akyo Sư Tà rồi quan cái sẽ vô được ha. Tôi sẽ kêu gọi mọi người hãy cùng nhau bảo môi trường là cho nên là, đúng không? Tôi đúng không? Rồi kêu gọi mọi người Salam Tư Đề Kè, Salam Tư Đề Kè, rồi cùng bảo vệ môi trường cạch chế Hoan Kiong, trên đây có sẵn là Hoan Kiong Un Bo Ha, rồi bằng cái kiểu kêu gọi rằng á, cái kiểu mà tường thuật mà rú rê á, kêu gọi rằng như là Hoan Kiong Un Bo Ha Cha Cô, nhớ là Cha Cô không? Cha Cô, rồi đọc được lần sau đọc được kêu gọi là Hô So Ha Tạ, đúng không? Hô So Ha Turok Ha Kết như mình này, Turok Ha Kết, tôi sẽ kêu gọi Hô So Ha Tạ rằng á, kêu gọi rằng cái kiểu tường thuật đó, để cùng chung tay nhau bảo vệ môi trường. Ok, là được ha. Giờ tụi em làm tổng hợp bốn ngữ pháp cho bài 7 nè. Bài 7 mình đi qua tất cả là bốn ngữ pháp. Chủ đề bài này nó về sự hư hỏng lắm, những cái sự cố hư hỏng đó, rồi mình nói về hư và sửa, nói cho mình những sự cố về hư hỏng. Ngữ pháp đầu tiên mình học cho bài số 7 là Atataka. Cái này giờ là rồi đúng không? Nhưng mà rồi này là rồi gì? Rồi đối lập. Rồi này rồi đối lập với hai vế á. Được, mở rồi đóng, mặc rồi cởi ra, đối lập ha. Rồi Ninh Đề Tô là tuy đúng không? Nó có tuy. Tony nó có hai nghĩa, một là vì hay là tuy, dùng cho ba nha.
vì tôi dùng có ba và đang học nãy giờ là tôi rất hạ tại nó có ba cách dịch ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm câu một nữa ta, câu đồng mình điện gì cái này à, cái này người ta đánh sách nó bị sai như vậy, mày bỏ chấm hỏi mà dấu chấm nha, dấu chấm. Ochi, Surikisa Ajushika, Tanyo Katsunika, Komitoka Chan Tui Chiyo. Tức là hôm qua bác Surikisa là bác gì? Tức bác thợ sửa đó mà. Thợ sửa, hôm qua cái bác mà thợ sửa đã đến rồi thì máy tính của bạn đã ổn chưa? Chan Tui Chiyo. Sao mà kêu nó là sao? Giờ mình dùng pháp này hợp lý. Hả? Pháp nào? Không, tuy phải không? Tuy bác ấy đã đến rồi nhưng mà máy tính tôi vẫn không có được. Dùng có tuy là hợp lý nhất, số 1 dùng có tuy là hợp lý nhất này. Vậy ở anh kia sao? Chân tôi tài là ổn đó, còn không ổn thì mình cứ ảnh thôi, cho nó dễ, ảnh tuy ổn cũng được cho nhanh. Vậy là không biết cái ảnh tuy ổn nó cũng không có được nè, được là chân tuy tài còn không được ảnh tuy tài ha. Ở số 2 ổn nên quan tâm hai đó ảnh cả yếu. Hôm nay bạn không đi tập thể dục hả? Hôm nay bạn không đi tập thể dục hả? Thì người kia nói là sao? Chấm 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 vì mưa quá nên tôi quay quay trở lại chứ đâu, ô tài là quay vô á gì tới tới đó, xong tự nhiên vì mưa quá nên tôi quay trở vô. Lan điện có điện cái pháp này chắc chắn là cái gì đó. Thôi, em điện thử cái em điện cái pháp này, điện pháp đối lập đúng không? Tôi có đi, tôi đi ra tập thể dục thiệt nhưng mà mưa quá nên tôi quay trở vô, đúng rồi đối lập đó. Cả Kê, nó mà bật kê cách tạ kê nó mà tôi có ra ngoài nó mà tôi có ra ngoài à, nhưng mà mưa quá nên đi vô. Ok được rồi. Số 3 Hanari Bika nấy đi nè, bầu Hanari bầu trời đó mà bầu trời âm u gì đó, sao mà đang mưa rồi mình cứ nói vậy thì chắc cái chuyện đó bóng đá đó mình phải dời vào lần sau rồi. Mình dùng Tony nha, mình dùng Tony cho câu số 3 này. Bầu trời vì nó âm u quá nên thành ra bây giờ có mưa luôn rồi, thì đó âm u là hư hư đi tà đó mà, hư đi tà đó mà, rồi mình cho cái chữ nó âm u quá, hư ro chi tà, rồi qua cái Tony vô Hanadi đi hư ro chi Tony, bầu trời vì chữ nó âm u nên giờ cũng đã mưa mất rồi, và thành em điền câu số 4 này là xong. Tôi rất hạ tà điền câu số 4 ha. Đây em thành viên của vừa thơ thơ ông cụ thơ nên được cho tô đốc hai sẹo được đừng đừng trễ, đừng trễ giờ hẹn nữa nha, đừng trễ nữa. Em cứ bắt xuống là Huy Isikane gì đúng không, Huy ký Huy Isikane được chi đúng không, được làm thu đốc kia ha, tôi rất hay xin đúng không, được chị ảnh tôi rất hay xin, được có trễ giờ hẹn nữa là được ha. Rồi giờ mình sẽ luyện nghe nè, bài này bà bị Moka cô chăng nát sẽ Moka cô chăng nát sẽ cô chăng là hư, bởi vì hư cái gì hư telephone đúng không. Rồi thì ổ thuốc kia cho đi hẻo bà xử lý bằng cách nào, thì bà đem đến đâu Shurin Center cái bà nữa hư telephone cô chăng nát nền đề nên bảo sao bà Suri thì tôi muốn đến khá chó quả sợi bà mang đến cái Suri là cái chuyên tâm sửa chữa để bà gặp ai, bà gặp cái ông mà Suri Kisa đúng không, bà gặp cái người thợ sửa cái này bà mới thấy nè, nhìn đây biết liền đi đúng không. Như telephone Suri chấp su tức là tiếp nhận
Chapsu Hata là cái đây là cái quầy để tiếp nhận cái việc sửa điện thoại. Thì bà đến đây bà nhìn là biết rồi. Bạn nghe ha, nghe coi có trục trặc gì xảy ra trong bài này nha.어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 휴대폰이 고장난 것 같아요. 아, 그러세요? 어떻게 안 되세요? 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 언제부터 그랬어요? 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 아니요, 그런 적 없는데요. 네, 알겠습니다. 바로 접수해 드리도록 하겠습니다. Nào, giờ thử bé Thành là chiếc cua nha, bé anh bé Lan gì đó cũng được, là du chim là em giờ thử em. Mời vào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Có ai? Điện thoại tôi hình như đó mà, hình như bị hư rồi, cô chức năng có khách thai rồi. À vậy sao? Làm sao mà không được? À, đúng lắm rồi. Sao nó bị sự cố gì mà không được? Sonaka chẳng phu cũng khi tòa nghi là sao? Đúng rồi. Con chia tay là bị tắt đó. Bị tắt. Đúng không? Đấy là nếu mà điện thoại nó bị liên tục ngắt á, sao cô liên tục nó bị ngắt hoài á, nên thành thử ra tự nhiên cái nguồn điện nó tắt luôn, coi chỉ là bị tắt. Bị kiểu bị từ bao giờ? À, bị từ bao giờ ta? Cho đến ngày hôm qua thì vẫn được, nhưng mà đến bắt đầu từ sáng hôm nay thì không được. Cái này là đã từng rơi xuống nước hoặc là rơi xuống đâu chưa? À, đúng rồi. À, hút xì từ này là liệu rằng, từ này quan trọng á. À, liệu rằng chốt khi ta đã từng rồi, đã từng đúng không? À, liệu rằng bạn đã từng làm rớt xuống, to là tư thành làm rớt xuống đất hay sao? Làm rớt xuống đất hoặc là bạn làm rơi xuống nước bao giờ chưa? Đã từng bỏ từng bị dính bao giờ chưa? Rớt xuống đất hoặc là rơi xuống nước. À. Không, chưa bao giờ bị vậy. Đúng rồi. À, tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp nhận ngay. Ok, nếu mà tiếp nhận ngay, ban đầu ngay nó đó, người ta dùng ngữ pháp ba sẽ nè. Về nhớ học thuộc cái đoạn này mày nha. Ở đây mà không có thời gian trả bài nhau á, bạn về tự trả bài cho bạn đi. Tất cả các đoạn speaking đó, trong các unit bài học thuộc của mày luôn, luyện nghe lại lần nữa nha. Rồi sau học thuộc của mày với đoạn luôn, đây là những cái đoạn giao tiếp rất là quan trọng. Nên về nhà tự học với bạn. Giờ mình sẽ luyện nghe tiếp bài này, trang 176 nha. Chọn có đúng với nội dung. À, Pupsaki là mấy cô tô đúng không? À, mấy phô tô trước kia đã từng bị hư hỏng một lần rồi, đã từng bị hư rồi. Con số 2 là cái máy phô tô ở trên văn phòng tầng 1 á, Samusina là văn phòng. Cái máy phô tô mà ở trong văn phòng tầng 1 á, thì nó được mua cách đây vài hôm rồi, nó mới mua nè, cách đây vài hôm mà trên tầng cho nên. Con số 3, Chamacha là ngữ pháp gì? Vừa ngay khi đó. Đấy là vừa ngay khi phô tô tài liệu phù hợp thì cái máy phô tô á nó bị hư liền luôn. Đúng không? Vừa photo một cái là nó hư luôn. À, rồi còn memo hoa tàn ghi chú, bạn ghi chú vào những cái lỗ trống sau đây là món đồ bị hư là mấy photo ở văn phòng, thứ hai là vấn đề hư hỏng mua cho là vấn đề gì, rồi hay cam bông bóp là phương pháp giải quyết. À, bây giờ bị hư như vậy rồi đó thì hiểu như thế nào? Ok, nghe thử nha, nghe thử là mình điền vô ha.잘 듣고 질문에 답하세요. 과장님, 사무실 복사기가 또 고장났어요. 며칠 전에도 고장나서 수리기사가 다녀갔는데 오늘 또안 돼요. 회의 자료 복사해야 되는데 큰일이에요.
어디 좀 봐요. 전원을 한번 껐다가 켜볼까요? 아, 저 안쪽에 종이가 걸려 있네요. 네, 복사를 하면 종이가 자꾸 걸려요. 그럼 복사는 2층 사무실에 가서 해오세요. 네, 알겠습니다. 그런데 내일도 복사할 게 많은데 큰 고장이면 어떻게 하죠? 내일 기사를 불러보고 고치기 힘들다고 하면 1층 사무실도 새 복사기로 바꾸자고 해야겠어요. Bạn nghe lại nha, cho bạn nghe lại nhưng mà cho bạn nhìn chữ thêm, có lúc mà có hiểu được nhiều hơn không? 잘 듣고 질문에 답하세요. 과장님, 사무실 복사기가 또 고장 났어요. 며칠 전에도 고장 나서 수리 기사가 다녀갔는데 오늘 또 안 돼요. 회의 자료 복사해야 되는데 큰일이에요. 어디 좀 봐요. 전원을 한번 껐다가 켜볼까요? 아, 저 안쪽에 종이가 걸려 있네요. 네, 복사를 하면 종이가 자꾸 걸려요. 그럼 복사는 2층 사무실에 가서 해오세요. 네, 알겠습니다. 그런데 내일도 복사할 게 많은데 큰 고장이면 어떻게 하죠? 내일 기사를 불러보고 고치기 힘들다고 하면 1층 사무실도 새 복사기로 바꾸자고 해야겠어요. Dịch nha, dịch bài này nha. Rồi. Đây là hư hỏng về Musaki là mấy mấy photo đúng không? Còn trong Nim là gì? Nhưng mà trưởng từ trưởng phòng á, trưởng phòng ơi, Samushi Musaki Kato Kusanan Sayo thì là cái mấy photo ở văn phòng mình nó lại hư nữa rồi, đúng không? Nhìn trên trên nè, đây là cách đây vài hôm nó đã bị hư một lần rồi. Nhưng mà lúc đó thì Surikisa Tanakanente thì thợ sửa cũng đã đến luôn. Nhưng mà hôm nay tôi ảm tôi rồi, nó lại không được nữa. Hãy đi tra đồ quốc sang hay gia hành đây. Đây là bây giờ em phải photo gấp cái tài liệu cuộc họp á, chuyện lớn rồi đây. Đúng không? Khi đến đi rồi. Xong ở đây. Đâu, tôi xem nào. Họ thi chúng bài, cái kiểu, tôi xem nào. À, bạn đã chọn quân hành bôn cốt ta ca khó bôn cải đó. Chúng mình nguồn điện đúng không? Cốt ta ca khó tài là tắt rồi mở. Tắt rồi mở, chậm nè. Đây là bạn đã thử tắt nguồn điện rồi mở lại chưa? À, để ý kỹ thì thấy bên trong này đúng không? Anh chút là cái bên trong này nè. Nó có kẹt giấy giống kìa, trông như là giấy nó bị kẹt giống kìa, coi đi ta. Xong bạn nó vâng. Nếu mà cái máy này mà nó photo nó cứ liên tục kẹt hoài, giấy nó liên tục xà bôn liên tục kẹt hoài à. Sao ông kia nó thôi vậy thì bạn đi lên cái văn phòng tầng 2 trở nó rồi photo đỡ cái máy trở đi. Vâng, nhưng mà nếu mà ngày mai em có nhiều cái để photo nữa đó thì mà nó hư như vậy nữa thì phải làm sao? Xong ông ném là thôi ngày mai thì sẽ thử gọi thợ sửa đến thêm lần nữa. Rồi nếu mà ông thợ sửa đó ông nói rằng có tài tuần học tập của hai tài đúng không, nếu ông nói rằng thôi khó sửa lắm rồi, cái này nó quá nặng rồi, thì lúc đó thôi mình sẽ đổi lắm không bao cô tài, thì chắc tôi phải đề nghị với cấp trên cha của hai tài đề nghị rằng đúng không, tôi sẽ đề nghị cấp trên rằng thôi chúng ta đổi cái máy ô tô ở tầng 1 á thành cái một cái máy mới luôn, xe bút xa kia luôn. Vậy ha, đó là nội dung của bài này. Về lượt nghe lại ha. Thì bây giờ mình trả đáp án đi. Câu số 1 này đáp án đúng rồi số mấy? Đáp án đúng rồi số mấy? 1 đúng rồi, ok. Cái này bài này đã hư một lần rồi. Rồi bây giờ vấn đề hư hỏng của nó là gì? Là nó bị kẹt giấy đúng không? Chong Ika Kolita. Giờ Kolita giấy nó bị bắt kẹt liên tục gì đó đúng không? Xong rồi bên dưới là cách giải quyết là Surikisa đến Buruta. Nói chung mình gọi đó, mình gọi cái người thợ sửa đến chứ mình biết đường đâu mà mình mò. Ok, nghe thêm bài nữa nha. Cái bài Rabusaki là cái máy photo nó bị hư. Còn một cái bài này nói về cái gì hư thì lát mình biết. Hai người này là ai? Thứ nhất là nhân viên tư vấn và khách hàng. Sang tam chức quần nhân viên tư vấn và khách hàng. Thứ hai là khách hàng và nhân viên sửa chữa. Thứ ba là nhân viên sửa chữa và nhân viên tư vấn. Lát nghe nó coi hai này là ai nha. Rồi vấn đề cái máy nào hư, vấn đề hư là gì cũng cách giải quyết giống như lúc nãy nha. Nghe hai bài này đó.
잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요, 고객님. 수리기사입니다. 컴퓨터 수리 신청하셨지요? 네, 맞아요. 어디가 어떻게 고장났는지 자세히 말씀해 주세요. 며칠 전부터 컴퓨터에서 이상한 소리가 나더니 오늘은 갑자기 컴퓨터가 안 돼요. 아, 그렇습니까? 혹시 오랫동안 컴퓨터를 켜두셨나요? 아니요. 이상한 소리가 나서 잠깐씩만 사용했는데 오늘은 전원이 안 켜지네요. 알겠습니다. 언제쯤 방문하면 좋을까요? 좀 빨리 와주시면 좋겠어요. 내일 중요한 발표가 있어서 오늘 컴퓨터를 꼭 써야 하거든요. 그럼 오늘 오후 2시쯤 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 서울시 관악구 관악일로 행복아파트 101동 304호예요. 네. 그럼 이따 뵙겠습니다. 일라냐. 다시 한번. 고 질문에 답하세요. 안녕하세요, 고객님. 수리기사입니다. 컴퓨터 수리 신청하셨지요? 네, 맞아요. 어디가 어떻게 고장났는지 자세히 말씀해 주세요. 며칠 전부터 컴퓨터에서 이상한 소리가 나더니 오늘은 갑자기 컴퓨터가 안 돼요. 아, 그렇습니까? 혹시 오랫동안 컴퓨터를 켜두셨나요? 아니요. 이상한 소리가 나서 잠깐씩만 사용했는데 오늘은 전원이 안 켜지네요. 알겠습니다. 언제쯤 방문하면 좋을까요? 좀 빨리 와주시면 좋겠어요. 내일 중요한 발표가 있어서 오늘 컴퓨터를 꼭 써야 하거든요. 그럼 오늘 오후 2시쯤 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 서울시 관악구 관악일로 행복아파트 101동 304호예요. 네. 그럼 이따 뵙겠습니다. À, dịch nha. Vậy là rõ ràng đây là để nói chuyện với ai với ai cũng là gì, cũng là sờ sửa đó mà, với lại khách hàng thôi, giống nãy giờ thôi mà, đúng không? Vậy là xin chào quý khách ơi, tôi chính là thợ sửa đây, Surikisa Imita Kimita Suri Sicho Hasocho. Có phải quý khách đã đăng ký đúng không? Đăng ký sửa máy tính đúng không? Vâng, đúng rồi. Đâu, quý khách làm ơn nói chi tiết giúp tôi, nói chi tiết giúp tôi coi nó hư đâu, nó hư như thế nào, đúng không? Thì bà khách bà mới nói là mình xin cho nghe, cách đây mấy hôm thì máy tính tôi á, nó có một cái âm thanh rất là lạ. Isahan Sudi là âm thanh rất là lạ đúng không? Đó, rồi hôm nay đột nhiên, cảm thấy đột nhiên nó không được luôn, nó dùng được luôn. À vậy sao? Liệu rằng Foxy quý khách có cái kiểu mà cứ mở để đó hoài không? Mở xong mà để hoài như vậy không? Xong bà nói không có. Lúc mà tôi nghe cái âm thanh kỳ lạ như vậy á thì tôi dùng có chút lát à, xong rồi tôi sợ tôi không dùng nữa cái gì đó, tôi dùng chút lát à. Hôm nay thì nguồn điện á, trong nguồn điện nó không có mở được luôn. Nguồn điện nó không mở được luôn. Xong rồi vâng, tôi biết rồi. À, khi nào khoảng khi nào quý khách có thể đến chúng tôi đây? Bao nhiêu tại là biến thăm, ghé thăm không? Khi nào quý khách có thể đến đây được? Khi nào tôi chứ, chúng tôi hay ghé thăm được. Đấy là ông trực tiếp ông ghé ông sửa đúng không ạ? Ông biến thăm nhà mình đúng không? Xong bà nói là thôi anh làm ơn đến càng sớm càng tốt với, tại vì ngày mai tôi có một cái bài ban thu quan trọng lắm luôn á, ban thu ca ít so so, tôi có bài thuyết trình, bài phát biểu rất quan trọng luôn, nên hôm nay nhất định tôi phải sử dụng máy tính. Thì tầm khoảng 2 giờ tôi đến nha, nói cho tôi biết địa chỉ đi gì đó ha. Vâng, lát nữa gặp lại nha. Để ta được cái sinh tả là như thế nào đây, đổ đèn đây là để nói chuyện giữa nhân viên sửa chữa và khách hàng đúng không, rồi cái hư lúc này không thông để bạn tự đi ha, kinh ra máy tính. Vấn đề hư là gì? Là cái nguồn điện nó không hiện lên thì đúng không? Chân của nó tắt luôn rồi. Cái nguồn máy tính trong Winnie kho chi tả nó tắt luôn rồi. Và cái giải quyết cũng là gọi cái thợ sửa chữa đến giống như bên kia. Ok, giờ thêm bài này nữa nè. Cô Trang Y ảnh như là, tức là đây không phải là cái sự cố hư hỏng gì đâu. Sẽ đất kia em muốn chắc cái ismic có vấn đề gì phát sinh trong cái máy giặt của bạn thế? Suri sen thoi e do lắc hai kia chọn nè. Trước khi bạn liên lạc với trung tâm sửa chữa thì bạn vui lòng xác nhận parking hay chưa sale, vui lòng xác nhận với chúng tôi những cái điều bên dưới. Ý là bạn tự coi trước đi, bạn tự parking trước đi.
Nếu mà không phải những cái vấn đề này thì bạn mới nên gọi tôi. Tại sợ bạn nhầm lẫn một cái gì đó hay sao? Vấn đề chất bên che bên che. Vấn đề thứ nhất là anh sẽ chấp bỏ cho nên nulan đề sẽ đắc kỳ ta truy trí anh xin người ta đi nulan tặng nhấn nè, là bạn đã nhấn cái nút bỏ cho là nút mà bạn đã nhấn cái nút bắt đầu rồi, nhưng mà cái việc giặt nó vẫn không hoạt động, thì cái điều khoản bạn cần xác nhận giúp tôi á là liệu rằng cái cửa máy giặt bạn có đang được mở không, hiểu không? Nhấn nút rồi sao không chịu chạy ra, thì mình có cái cửa máy giặt có đang được mở không. Nếu mà như vậy thì á thì bạn phải làm sao, người ta là số 1 nè, thì bạn phải đóng cửa sổ, đóng cái cửa của cái máy giặt lại, munin tata chuzeo được không? Rồi ok. Còn vấn đề thứ hai là sẽ đắc kỳ muni ảm do limita là nước, nước của máy giặt nó không có mở, là nó mới chạy, nó mới thoát nước ra, không có chạy nước. Thì bạn cần xác định giúp tôi là liệu rằng sẽ đắc kỳ muni nổ mu mạnh chi ảm sẽ mịt có, đây là coi có cái nước bên trong cái máy giặt á nó có quá nhiều không, ý là nó có quá trời nhiều không á, coi thử coi mình cách giải quyết là cái nào trong vấn đề nước 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 gì đó. Thì mình như thế này, nếu mà quá nhiều nước trong này, quá nhiều nước nó không có chảy được luôn, thì mình dùng phương pháp nào? Cô im luôn ấy, phương pháp nào á, nhiều nước thì mới làm sao, nhiều nước Sẽ nó mà phải phải là phải rút nước ra đúng không, phải rút bớt nước ra, chỗ này là mô đun beta rút ra mà phải rút bớt nước ra, rồi mình mở cửa rút bớt nước xong rồi mình mở cửa cái nắm này nè cho bớt nước lại chút xíu được không. Rồi nói cho bà cái đó nha. Rồi, vấn đề thứ ba là khóc vuông là bong bóng á, là cái bọt á, cái bọt nó quá nhiều đi, mình đặt cái mà ngập cái máy nhặt của mình luôn bọt không, thì bạn xác định coi liệu rằng bạn có bỏ quá nhiều bột giặt không, xin chỉ là bột giặt. Nếu mà thật sự bạn bỏ quá nhiều bột giặt thì bạn xử lý như sao? Số 4 là đúng không? Bột giặt là số 4 xin chia. Bạn đừng có nên bỏ nhiều bột giặt nữa. Được không? Rồi, còn số 4 là mua đi ảnh na người ta nước không có chảy. À hồi nãy mình nhìn lộn, cái này là cái cửa chứ hả? Cái này cửa nha. À cái cửa của cái máy giặt nó không có được mở, thì bạn xác nhận coi nó có nước trong đó nhiều không, nước nhiều thì nó mở được, thì bạn phải rút bớt nước ra thì mới mở cửa ra được đúng không. Để mình cái này cửa nha. Còn bây giờ mới đến vấn đề nước nè, nước đó không có chảy ra, không có xuất hiện á, thì bạn hãy kiểm tra coi gọi là cái suto cốt là gì ta, gọi là cái vòi nước á, bạn kiểm tra coi liệu là cái vòi nước có đang bị khóa không, trong khi là bị khóa. Nếu mà thật sự cái vòi nước đang bị khóa thì bạn vặn đi, bạn mở ra, xin là vặn, bạn vặn cái vòi nước ra. Rồi vấn đề thứ năm, thanh su hành tè khi thoát nước, khi thoát nước mấy nhạc bạn nó rung quá trời rung luôn, hình tôi đây là bị rung quá, nó rung quá trời dữ dội luôn, thì lúc đó bạn xác định coi liệu rằng cái ba lê là cái đồ dơ bạn, cái đồ giặt bên trong, xác định có cái đồ giặt bên trong nó có bị quấn lại với nhau hay không. On khi nào bị quấn, cái đồ giặt bên trong nó bị quấn lại với nhau, quấn chồng chéo với nhau lại hay không. Nếu mà sự như vậy thì bạn phải sao, bạn phải kho tàng là mở ra, bạn mở những cái đồ giặt đó ra xong rồi bạn thoát nước, mở trước đi để mình tháo mấy cái để nó quấn cục 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 lại với nhau đó, thì mình mở ra rồi xong mình thoát nước lên bình thường. Và vấn đề cuối cùng là liên tục có một cái tiếng động kỳ lạ phát sinh trong cái máy giặt đó đúng không, thì mình xác định coi liệu rằng có cái cục pin nào hoặc là một cái đồng xu nào nó đang bị kẹt bên trong cái máy giặt hay không, có cục pin nào, có đồng xu nào bị kẹt bên trong đó hay không. Thì nếu mà vậy thì bạn sao, bạn con trả bạn lấy ra đúng không, bạn lấy những cái vật mà đang mắc kẹt bên trong á lấy ra, rồi bạn vệ sinh bình thường, bạn cứ làm bình thường. Ok hiểu nha. Đây vấn đề này là toàn bộ bài số 7 ở đây ha, mình đi chút xíu.